chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Quý Hiển HD. Thực ra là bây giờ mình đổi tên channel thành T-Rex Review rồi. Mấy hôm nay không được ra ngoài nữa các bạn ạ. Tại vì tình hình dịch bệnh của đất nước mình nó đang phát triển theo chiều hướng nó khó đoán quá. Thành ra là con mình bây giờ cũng ở nhà mình trông mà làm gì cũng chả đi lại được. Ra đường thì thấy mọi người đeo khẩu trang rất là kín mít bít bùng. Mình thì mình cũng đeo khẩu trang kín mít bít bùng. Hình như một số nơi còn bị phạt nữa các bạn ạ. Thôi quay lại vào chơi game thôi các bạn. Chứ chả có video gì làm, phim chả có mà xem và review luôn. Hôm trước chơi họa sĩ thì thấy mấy nhân vật mới chắc khó chơi quá. Thôi chơi lại một số nhân vật cũ để cho nó quen lại tay, thi thoảng làm cái video cho anh em xem cho nó đỡ buồn. Nếu mà làm video chơi game thì mình nghĩ là chắc là thôi, chả cần phải lộ mặt làm gì. Với cả quay mặt thì mình cứ cúi gằm xuống cái điện thoại ấy, trông nó cũng không hợp lý lắm. Xem nào. Xem trình độ này. Ê. Xịt chắc rồi. Các bạn thông cảm nha, tay chân mình nó vẫn chưa được linh hoạt như cái thời kỳ trước. Thực ra thời kỳ trước thì mình cũng chỉ thuộc dạng gọi là chơi giải trí thôi. Để đạt đến trình cao thủ với pro thì chắc là mình không phải là một người mà để mà nói đến bây giờ mình cũng chưa khám phá ra là cái tài năng thiên bẩm của mình là cái gì ngoài cái việc tiêu tiền. Mình tiêu rất là tốt luôn các bạn. Có là mình tiêu rất tốt luôn. Đốt được mình cứ đốt. Cho nên là đợt này lại phải chăm chỉ làm YouTube để kiếm tiền lại các bạn ạ. Đói rồi, không có gì ăn rồi. Mấy ngày qua không biết các bạn được đi chơi nhiều không. Mình thì đấy, được loanh quanh trong cái khu vực. Mình vòng về quê, đáng ra định đi Mộc Châu chơi cơ. Nhưng mà do xe cộ với định đi... Tức nhở. Đang kiểu không để ý mà ngồi bốc phép. Đuổi theo rất là hung hãn luôn. Hello bạn. Đây có phải là cô bé người mù không nhỉ? Mù là đeo kính nhìn này. Xinh ghê. Skin đẹp ghê đấy. Ui dồi ôi. Lại đây nào. Let's go baby. Lừa là dễ đúng không? Trình độ nó vẫn khá lắm các bạn ạ. Sao? Vẫn cứ là ok luôn. Không nên nỗi nát lắm. Cơ ông ơi. Và đấy là mình tính xuyên sang bên kia lục địa ấy, nhưng mà không. Đúng là mình không thể nào nhớ nổi cái. Ui. Gì căng dữ. Cường cường ghê. Gáy lên nào các bạn. Ôi giời. Mọi thứ nó không được như mơ các bạn. Hóa ra mình vẫn là một con gà. Tôi không chơi kiểu vậy. Mình phải cẩn thận hơn chứ. Kiểu kiểu cái tính cách mình nó vẫn kiểu như vậy. Nó cũng chẳng khác gì các bạn. Ngày trước nó thế nào thì giờ nó thế đấy. Hôm vừa rồi mình gặp lại các bạn cấp 3 của mình. Mình thấy là kiểu ai thế nào thì nó vẫn kiểu như thế. Tính cách nó không khác gì luôn. Kiểu là tính mình nó nhây ấy, thì mình cứ nhây như vậy thôi. Ủa được luôn này. Các bạn cấp 3 mình cũng thế, kiểu đứa nào hiền lành thì vẫn hiền lành, nói chuyện nó kiểu như mấy đứa trẻ con gặp lại nhau ấy. Không có khác gì mấy luôn. Trời ơi. Sao đây? Mình đi hay bị mắc kẹt quá. Ở đây sao không được nhỉ? Ui. Má ơi. Đông dữ. Cho
nên là chỉ là những đứa trẻ nó trưởng thành hơn thôi, cái phong cách nó trưởng thành hơn thôi, chứ còn bản chất con người thì nó vẫn vậy, khó mà thay đổi. Giang Sơn khó đổi, bản tính khó rời mà. Mình thấy như kiểu đấy, nếu mà các bạn mà đi họp lớp sau kiểu chuỗi ngày dài ấy, như mình là phải đến 10 năm rồi mới tổ chức một buổi họp lớp, nó kiểu nó ôn lại kỷ niệm như thế này. Ngày trước thì cũng có, nhưng mà nó không, nó nói sao nhỉ, nó không phải là theo kiểu những cái cột mốc quan trọng ấy thì nó bình thường, nhưng mà lần này gặp lại đúng thật là các bạn nó làm mình cảm thấy rất là kiểu vui ấy, trở về tuổi thơ mình, kiểu được trẻ con đi, thú vị ấy. Nào nó đuổi theo mình ác ôn, hay là mình đào một cái đường xuyên ra chỗ khác nhỉ, đào một cái đường xuyên ra chỗ khác. Căng dữ rồi, hợp lý đấy. Ủa, đúng là xuyên cửa này sang cửa kia luôn. Ui. Từ mình phải loại bỏ cái hầu đã, từ đã. Giờ mà được quay lại tuổi thơ với cái đầu óc, cái trí óc này, cái số tiền mà mình đang có thì phê lòi mắt các bạn ạ. Đấy chỉ là ước ao thôi, giá như nhằng cái mà chục năm đã qua. Nhanh rồi, đúng là nếu các bạn không làm kịp nhanh những cái việc mà các bạn dự định thì nhanh lắm, mọi thứ trôi qua nhanh lắm. Mọi thứ sẽ chỉ còn là giá như. Đợi tí nha. Nó có hai con thú sinh rồi. Đi nào bạn ơi. Không biết bên kia mở được cổng chưa? Ít ra phải thoát được 3 người không. Mình câu kéo ủi, một người đi rồi. Không biết là cái bạn chủ ác này, bạn ấy dùng cái bảng gì mà đến lúc mở cổng mình vẫn còn nửa máu thế này, chán ghê. Làm sao giờ? Cứu thì chắc chịu, mình không biết làm nào để cứu được luôn. Bất lực thực sự. Oh, cái trận này rõ ràng đang cảm giác thắng như thế mà nhỏ. Khả năng còn hương sư thì cũng chưa biết là cái chuyện gì nó xảy ra đâu. Mình có thể là mình hồi máu cho nhau rồi quay trở lại đấy. Nhưng mà như thế này thì đúng thật là khó quá các bạn. Thôi, tiếc. Mình xin kết thúc video ở đây thôi. Thi thoảng làm một video nó đỡ buồn. Tại đợt này chắc là nghỉ dài đấy. Nhớ để lại một like, chia sẻ video ủng hộ mình nhá. Tạm biệt tất cả các bạn. Nhớ